Chào các bác nhé, em đang ở chợ Phiên, chợ Văn Quan, Bình Gia, Lạng Sơn nhé. Lúc này em mời các bác đi chợ cùng em nhé. Thì hôm nay trước chợ rất nhiều người đang buôn bán. Đấy, buôn bán rất là đông nhộn nhịp nha các bác nha. Chợ Phiên ở Văn Quan, Lạng Sơn đấy. Đây có món cốm. Cốm này, cốm Lạng Sơn nhá. Gì đấy anh? Dương Lạng Sơn Vlog. Dương Lạng Sơn Vlog. Đấy, các cô bán rất là đông rồi các bác này. Chợ Phiên thì hôm nào cũng rất là đông nhộn nhịp nhá các bác nhé. Đấy, đây là rất là gói bằng lá, nó sẽ bảo vệ môi trường nha. Lá chuối, không dùng túi bóng. Lá chuối xong một đợt túi bóng mà. Nhưng mà đỡ hơn. Thử như nào là cốm ngon cô? Cốm ngon thì làm cách nào để biết? Ăn thử đấy. Các bác mình mua cốm ngon thì chỉ có ăn thử cảm giác như nào thấy nó ngon ạ? Không biết đâu. Các người khác để mít nhiều lắm nha các bác nha. Đây là chợ bánh mì mít. Đấy, khách mua sáng. Buổi sáng nhiều người mua không cô? Một sáng cô bán được mấy trăm cái? Cả sáng phải bán được 200 cái. Mỗi sáng 200 cái bánh mì nha. Đây là ba tê chợ bãi. Đây ba tê chợ bãi Văn Quan, Lạng Sơn. Đấy, cho ớt, cái này ớt cay. Ớt cay các bạn. Ớt cay để cho nhớ chứ nha. Đấy, ăn và nhớ đó. Đây hàng bánh này, bánh các loại bánh các bạn, nhiều bánh nhóc. Cái ngải đây. Đấy. Kia có loại bánh gì đây bà? Bánh gai. Bánh gai, bánh gì nữa? Bánh trưng, bánh tẻ. Bánh rán. Đây bánh đây đang rán bánh, sản phẩm được ra lò đây các bác này. Đấy, tí trên đường sau. Đấy, chợ rất là đông các bác ạ, người đi lại tấp lập. Đây còn có cô bán cái bánh gì đây cô? Bánh này gọi bánh gì ạ? Bánh rậm à? Bánh rậm đời cổ. Nhân gì đấy ạ? Nhân lạc đỗ xanh. Bánh rậm đời cổ. Nhiều món Lạng Sơn về, mỗi người cứ lấy hàng 100-200. Đông người lấy nhỉ. Đây ẩm thực phiên chợ là đông người đi ăn sáng lắm các bạn. Đây có hàng cao này. Lúc này là đặc sản của chợ bãi nhá. Đặc sản chợ bãi. Đấy. Có đến chợ bãi thì phải là ăn cái cao này nhá, không được quên đấy. Cái này thịt đun lên cho hành những cà chua vào nhỉ. Cà chua vào hết đi luôn. Chan vào tuyệt vời này tuyệt các bác. Luôn. Cao tẻ cao sằng này của chợ bãi nhá. Cao tẻ cao sằng là loại là hai có hai tên gọi. Sằng với tẻ. Nào quay cái này cho nó đẹp này này. Cái này xếp rất đẹp, rất quay tròn. Quay quảng bá cái đặc sản ở Lạng Sơn nhá.
chờ bãi Lạng Sơn bao nhiêu ạ? Vào kênh nào thì nhìn thấy? Kênh Dương Lạng Sơn. Dương. Dương Lạng Sơn. Vâng. Trước là tay nào quay thôi. Tôi không nói làm gì, chỉ quay YouTube thôi. Đấy, đây là rắc cái gì vậy? Hành. Đấy bác đang cắt đây. Ấy gà tớ bảo là có bọc chuông rồi. Bánh này ngon nhỉ. Món bún. Đây các cô vẫn cắt liên tục. Đấy cao đấy. Cao được dúng vào kia nhá. Đấy. Cao bún đấy. Đấy cao khi được dúng vào đây nhá các bác, dúng vào đây này. Đấy. Đấy, chan nước nhá. Chan nước này các bác. Đây, món chân giò này. Đấy. Chân giò cực ngon. Ôi giời, chim bự. Đây, đây là quy trình chế biến bát một bát cao, một bát cao tươi đấy, kia mà múc chân giò vào đấy các bạn, chân giò hầm bắt đầu chan nước đấy, xong rồi nha các bác nha. Con thằng này mới bán nào bánh, ăn bánh đấy, buổi sáng bà con đi ăn đông lắm mà cũng tương đối các bạn, tầm này người ta cũng giải rác mỗi quán nhưng cũng là tương đối. Tập viên còn có cái đặc sản cao khô nữa các bác ạ, thì phía trước mặt các bác đang xem là cao khô nhá, các bác đang mua đấy. Ở đây cao khô này làm hoàn toàn là không hóa chất, làm tự nhiên đấy các bác, cao khô Văn Quan này. Đấy. Đấy, đặc sản Văn Quan đấy các bác nha. Đấy. Video của em đến đây kết thúc nhé các bác nhé. Hẹn các bác ở những cái video lần sau này. Đấy, cao khô đấy.